Chào mừng các nhà huấn luyện đã quay trở lại với chuyên mục VGC Pokemon mỗi tuần, nơi sẽ giới thiệu cho các bạn về các Pokemon và lối chơi của các Pokemon đó trong VGC để giúp mọi người có thể dễ dàng chọn ra phong cách chiến đấu mà các bạn yêu thích. Ở tuần này chúng ta sẽ nói về một Pokemon dù ít nổi bật về sức mạnh nhưng đã xuất hiện rất nhiều trong trận đấu VGC gần đây. Và Pokemon ở tuần này đó chính là Minshaw. Minshaw là một Pokemon với ngoại hình được lấy cảm hứng từ loài trộm Ermine, một loài động vật giống với chuột và kết hợp với môn võ Kung Fu để tạo ra ngoại hình đặc trưng của Pokemon này. Qua đó cũng cho thấy Pokemon này rất mạnh ở mảng chiến đấu. Vậy để biết rõ hơn về sức mạnh của nó, chúng ta sẽ qua đến phần tiếp theo. Tổng quan về sức mạnh. Được lấy ý tưởng từ loài chuột và Kung Fu, Pokemon này thừa hưởng đủ mọi loại yếu tố đến từ hai khía cạnh trên. Nó có cho mình một mức tấn công vật lý khá ổn và tốc độ cao so với mặt bằng các Pokemon thường, cùng với khả năng linh hoạt uyển chuyển như là Kung Fu, giúp bộ chiêu thức của nó trở nên đa dạng và mang nhiều yếu tố đột phá trên đấu trường. Về chỉ số cơ bản, thì ngoài những chỉ số khác là trung bình trở lên, thì ta có thể thấy nổi bật của nó nằm ở mức tấn công vật lý và tốc độ. Tuy nhiên thì khả năng chống chịu của nó là không quá tốt để có thể trụ lâu trên sân đấu. Về đặc tính, là một Pokemon chiến đấu theo phong cách Kung Fu, phải nói là những đặc tính trên rất hợp với Pokemon này. Inner Focus khiến cho Pokemon không thể nào bị làm nao núng và sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng của đặc tính Intimidate. Regenerator, Pokemon này sẽ tự hồi phục 1/3 lượng HP của nó khi trở về bóng chứa. Reckless, khiến cho các đòn tấn công phản sát thương khi va chạm của Pokemon này có sức mạnh nhân lên đến 1.2 lần. Từ đó cho thấy Minshaw sở hữu cho bản thân 3 đặc tính đều hữu dụng trong chiến đấu và đều là những đặc tính cực tốt cho những trường hợp khác nhau. Về hệ của Pokemon thì nó mang đơn hệ giác đấu, sẽ giúp cho Minshaw giảm được sát thương phải chịu từ hệ đá, bọ và bóng tối, nhưng cùng với đó là phải chịu gấp đôi sát thương bởi những chiêu hệ bay, tiên và siêu linh. Về điểm mạnh và điểm yếu của Pokemon, Minshaw có thể được coi là một Pokemon khá tốt trên đấu trường hiện nay, với công vật lý và tốc độ khá ổn, cùng với đa dạng những đặc tính khác nhau mà người chơi có thể tùy chọn theo ý thích. Điểm yếu của Minshaw đó có thể là về khả năng trụ sân, mức sinh lực và phòng thủ của nó không quá cao, cùng với việc bị khắc chế bởi hệ tiên, một hệ đăng khá mạnh và thông dụng gần đây bởi Flutterman. Lối chơi và chiến thuật xoay quanh. Đối với việc meta trên đấu trường hiện nay toàn là những Pokemon huyền thoại cấp cao, thì tụi mình sẽ gửi Pokemon này vào vị trí vừa tấn công, vừa hỗ trợ cho đồng đội. Chúng ta sẽ sử dụng đặc tính Regenerator cùng với chiêu U-turn để giúp cho Minshaw đảo ra sân hợp lý, nhằm phá rối đối thủ, cũng như bảo toàn lượng sinh lực nhất định, giúp cho Pokemon này thêm khả năng trụ sân. Về đặc tính Inner Focus thì sẽ không được chúng tớ khuyên dùng, vì thường đặc tính này sẽ dùng để tránh hiệu ứng choáng từ các chiêu thức như phay cao, nhưng đối với Minshaw là một trong những Pokemon sử dụng phay cao nhanh nhất, chỉ đứng sau Raichu, một Pokemon khá ít xuất hiện nên không cần quá lo về vấn đề này. Nhưng hơn hết, đối với chiến thuật vừa tấn công vừa hỗ trợ của Minshaw thì nó đều có những chiêu thức là công cụ hỗ trợ tấn công tuyệt vời đối với vai trò của nó, nên sẽ được chúng mình nói kỹ hơn về phần xây dựng sức mạnh. Điểm yếu của chiến thuật. Vì là một Pokemon có sinh lực, phòng thủ vật lý và đặc biệt đều khá kém, nên việc giúp Minshaw trụ sân lâu dài để phát huy hết tiềm năng của nó phải phụ thuộc vào khả năng phán đoán tình huống của nhà huấn luyện, cũng như là một số trang bị phù hợp với Pokemon này. Ở phần sau thường sẽ là đồng đội đi cùng, nhưng chúng mình sẽ đẩy phần xây dựng sức mạnh lên trước để chúng ta biết được hướng xây dựng sức mạnh của Pokemon này trước, rồi nói về đồng đội đi cùng với nó sẽ dễ hiểu hơn. Vì là một Pokemon mạnh ở hai mặt tấn công vật lý và tốc độ, nên chúng ta sẽ nâng tất cả vào hai chỉ số này, giúp cho Minshaw có tốc độ hiệu quả và sát thương ổn hơn trong chiến đấu. IVs thì chúng ta nâng đầy đủ tất cả các mảng là tốt nhất. Về mặt tính cách hay còn gọi là Nature, thì tính cách Jolly tăng 10% tốc độ và giảm 10% công đặc biệt sẽ là đặc tính tốt nhất để đảm bảo tốc độ ra đòn cho Pokemon này. Về hệ Terra thì chúng mình sẽ theo hướng Terra thành hệ bọ, là một phương án theo hướng nâng sát thương ở chiêu thức hệ bọ như là U-turn. Một lời khuyên là nên để dành Terra này cho Pokemon chủ lực và chỉ nên Terra cho Minshaw khi muốn dồn sát thương để kết thúc trận đấu mà thôi. Trang bị nên mang theo chắc chắn phải là Focus Sash, giúp cho Pokemon này có thể trụ sân khi phải chịu sát thương quá lớn trong ít nhất là một lượt. Chiêu thức nên mang theo thì bao gồm Fake Cao, sẽ là chiêu thức ưu tiên dùng để khống chế khiến đối thủ bị choáng và không thể tấn công trong lượt đó, giúp tạo kẽ hở cho đồng minh tấn công hoặc là set up sức mạnh. Faint giúp Pokemon đồng minh tấn công xuyên qua những chiêu thức bảo vệ như là Protect của địch. Điều này sẽ mang tới yếu tố quyết định nếu nhà huấn luyện phán đoán đúng. U-turn, chiêu thức này được sử dụng như đòn tấn công chính của Minshaw để gây ra sát thương và cũng sẽ là phương án thích hợp để rút về nhằm kích hoạt lại phe cao và hồi lại 1/3 lượng máu khi mang theo đặc tính Regenerator.
Gengar là chiêu thức bảo vệ đồng minh và bản thân Pokemon khỏi những chiêu có sát thương lan rộng như là chiêu Astro Barrage của Shadow Rider Calyrex chẳng hạn. Close Combat hoặc là Knock Off cũng sẽ là những chiêu thức có thể thay thế cho U-turn nếu bạn muốn gây ra sát thương lớn hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến đồng đội đi cùng. Qua những thông tin trên, ta đã biết rõ hướng đi và những gì mà Minsao có thể làm được. Vì những định hướng hỗ trợ mà chúng mình nói trên, Minsao sẽ phát huy tốt sức mạnh của bản thân khi đi với những đồng đội gây sát thương chủ lực như sau. Incineroar đóng vai trò gần như là Minsao, nhưng sẽ xen lẫn vào khả năng tấn công của bản thân cùng với đặc tính Intimidate. Incineroar có thể mang theo fake cao, dùng để kết hợp với Minsao tạo nên chiến thuật double fake cao vào mặt đối thủ. Tránh dùng chiến thuật này khi đối thủ có những Pokemon khắc chế chịu ưu tiên như là Indeedee và Ferrigraph. U-turn cũng đóng vai trò tương tự với Minsao, dùng để hồi lại fake cao và tận dụng lại đặc tính Intimidate. Shadow Rider Calyrex, Miraidon, Coraidon, Kyogre, Groudon đều là những Pokemon gây sát thương mạnh để kết hợp đi chung với Minsao, tạo nên tổ hợp tấn công và phòng thủ toàn diện. Rồi, tiếp theo đây sẽ là một trận thực chiến để chúng ta có cái nhìn rõ hơn về Minsao. Ra trận đầu tiên sẽ là Minsao cùng với lại Incineroar đối đầu với Mawthorn và Iron Moth. Có vẻ như đối thủ sẽ cố gắng Terra cho một Pokemon nào đó hệ ma để tránh khỏi chiêu fake cao. Và đúng như dự đoán, họ đã Terra cho Mawthorn thành hệ ma để tránh chiêu fake cao từ Minsao. Nhưng mà với chiến thuật double fake cao thì chúng ta có hai Pokemon có thể vô hiệu hóa đối thủ. Chỉ có điều là chiêu Population Bomb của Mawthorn khá là mạnh và nó tốn khá nhiều thời gian để thi triển nhờ. Hơi tốn thời gian rồi đó. Và đánh được 10 lần. Lượt tiếp theo thì Mawthorn lại đánh thêm Population Bomb một lần nữa. Có vẻ lần này sẽ dứt điểm luôn Incineroar vào lượt này. Hiện tại thì Mawthorn đang là Pokemon nhanh nhất trên sân. Và đúng như vậy, nó đã dứt điểm được Incineroar. Một phần nào đó trong tôi cảm thấy tuyệt vời khi nó dứt điểm được Incineroar, mặc dù có Incineroar đội nhà. U-turn nhắm vào Mawthorn, lấy được một miếng máu của nó, và chúng ta sẽ có cơ hội kích hoạt lại được fake cao khi trở ra sân một lần nữa. Ở lượt tiếp theo này thì Murkrow sẽ đảm nhận vai trò kiểm soát tốc độ, sử dụng Tailwind để có thể tăng tốc độ nhanh hơn Mawthorn trên sân. Tuy nhiên thì con Iron Moth sát thương quá cao và chúng ta đã mất hai Pokemon rồi. Hiện tại thì tình hình đang khá bất lợi. Bây giờ chúng ta chỉ còn có Calyrex cùng với lại hỗ trợ là Minsao để có thể dứt điểm được 4 Pokemon của đối thủ. Lúc này thì khả năng hỗ trợ tấn công của Minsao mới được phát huy đầy đủ. Lần tiếp theo họ đang ngửi thấy nguy hiểm và rút Mawthorn đang Terra hệ ma về. Vì chiêu Astro Barrage chắc chắn sẽ dứt điểm được nó. Có vẻ như họ sẽ cho Pokemon huyền thoại cấp cao của đội mình dứt điểm Calyrex. Miraidon với khả năng tạo ra môi trường điện sẽ tăng sát thương cho bản thân, cũng như là chiêu hệ điện cho Magneton kế bên. Fake cao giờ đây cũng không quá hữu dụng với Miraidon nữa. Astro Barrage thì chắc chắn không thể nào KO được nó trong một đòn. Lượt sau thì Miraidon đã bảo vệ để cho Magneton dứt điểm con Calyrex. Nhưng không sao, chúng ta đã có chiêu Fang. Chiêu này là chiêu ưu tiên đánh xuyên tường bảo vệ và có thể phá hủy khả năng bảo vệ của đối thủ. Giờ đây thì chúng ta đã có thể dứt điểm được Miraidon một cách dễ dàng. Phải công nhận là Magneton cũng khá là trâu bò khi chịu được hai đòn đánh liên tiếp của Calyrex. Nhưng không sao, chúng ta đã hạ gục được một Pokemon huyền thoại cấp cao của đối thủ, nên lợi thế có vẻ đang nghiêng về chúng ta, vì Calyrex đang là Pokemon nhanh nhất trên sân. Cùng với sự hỗ trợ tấn công của Minsao thì có vẻ chúng ta đang có khả năng lật ngược được tình thế. Iron Moth đã ra trận và kích hoạt được đặc tính Quad Drive từ môi trường điện, tăng 30% khả năng sát thương đặc biệt cho bản thân. Giờ đây, để tránh đối thủ sử dụng chiêu bảo vệ, chúng ta sẽ liên tục dùng chiêu Fang, và Calyrex thì cứ liên tục dứt điểm đối thủ mà thôi. Và chuyển bại thành thắng thành công. Hiện tại thì đối thủ chỉ còn có Mawthorn mà thôi, mà Mawthorn thì không thể nào tốc độ nhanh hơn Calyrex được, cho nên trận này chúng ta đã nắm chắc phần thắng. Phần còn lại thì cứ để cho Calyrex xử thôi.
Tổng kết thì Miên Sao theo chúng tớ nhận xét là một Pokemon với vai trò tấn công hỗ trợ hoàn hảo cho rất nhiều đội hình trên đấu trường hiện nay. Nó cũng là một Pokemon mang tính chiến thuật cao, nhưng đòi hỏi người chơi phải có kinh nghiệm và đọc được nước đi tiếp theo của đối thủ để đưa ra những bước đi chính xác, mang lợi thế cho đồng minh. Nên để đánh giá về Miên Sao thì sẽ còn phụ thuộc vào lối chơi và cách khai thác của nhà huấn luyện đối với Pokemon này. Lời khuyên cho nhà huấn luyện là hãy thật bình tĩnh, cũng như là rút Pokemon này về hợp lý và tích lũy kinh nghiệm của bản thân thật nhiều, sẽ giúp các nhà huấn luyện đạt được nhiều chiến thắng hơn. Qua các nhận định trên của tụi mình thì tụi mình sẽ đánh giá cho Miên Sao là 5 trên 5 sao qua những gì mà Pokemon này có thể mang lại cho đội hình. Ở trên là toàn bộ những thông tin mà chúng mình đưa ra để giúp các bạn hiểu rõ hơn về Pokemon cũng như là lối chơi của Pokemon đó. Mong các bạn sẽ có thật nhiều thắng lợi trên đấu trường với Pokemon này, giúp đấu trường VGC xuất hiện nhiều Pokemon độc lạ và làm mới đấu trường nhiều hơn nữa. Nếu có gì thiếu sót về Pokemon này, mong mọi người hãy góp ý cho tụi mình bằng phần bình luận bên dưới nha. Đừng quên thì mọi người có thể đưa ra các Pokemon yêu thích để tụi mình xây dựng chiến thuật cũng như là cách đánh xung quanh Pokemon đó. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn và tiêu điểm VGC tuần sau. Bye!